Ây rồi, ui ôi, hàng to anh em ơi. Hàng to. Wow wow, bự bự anh em ơi. Con gì vậy? Wow wow. Vâng, hello và xin chào cho anh em đã quay trở lại Phong Thảo Fishing nhé. Thì hôm nay em này quay trở lại vị trí cái đánh anh em ạ. Đánh lại cái ổ hôm nọ đấy, được con chấm đen. Ôi, cảnh đẹp quá anh em ơi, nhìn đã thấy nó phê rồi. Hai lỗ này, ba lỗ các bác ạ, và bên bên kia nó một lỗ nữa. Đấy. Đẹp quá. À, sao 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 có chỗ bác đang ngồi kìa. Wow 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 wow, wow ghế hẳn hoi. Giờ ra câu rồi, đẹp đẹp nhỉ. Anh đánh lục à? Ở đây đánh bây giờ chặn được con nào to vậy? Hôm nay không cá đâu. Hôm nay không cá. Mỗi năm thì đây. Ủa. Năm không thiếu cái kiểu gì. Ở đây làm một cái chòi này mát nhỉ. Câu lâu dài thì làm luôn. Ủa. Năm thì nó nhiều cá. Năm nhiều cá. Nó phí cũng to năm nay. Nói trời ấy. Phí năm nay. Năm thì chết 2-3 cân thì đây. Này chú đánh phát 2 cân luôn được cơ. 2 người. 2 người. Chú đang đào cái lỗ kia đánh. Ôi, giờ mới đào chú ạ. Ua. Ba tụ. Ôi, về vị trí của mình thôi. Trời. Về vị trí đánh thôi anh em ạ. Thời tiết nắng quá, ngày hôm nay em đánh bằng phao chế các bạn. Các bạn nhìn chế quả lụ đẹp chưa? Lụ em về em chế thêm kiểu cái ngọn đài đấy cho nó đẹp. Lưỡi đâu rồi? Qua đi ở nhà thì cũng chuẩn bị sẵn hết đồ rồi. Lưỡi nhất này buộc trước hết anh em ạ. Đồ đạc là cứ phải buộc trước. Căn phao đấy. Đấy tầm này. Sâu hơn tí nữa là đạp. Ok đấy anh em ạ.
À, anh em nhìn đây, mồi đen tuyền luôn. Hôm nay kiểu như là trời hơi bị nhiều cắm viền đấy. Chủ yếu này săn săn bắt hàng các bác ạ. Đấy. Rồi, anh em nhìn này, cắm viên nhiều. Anh em cho tương đối nhiều cắm viên, màu nó nâu sậm này. Đấy, chủ yếu là hôm nay săn hàng nên phải chơi loại này. Hai củ. Ba củ. Ok. Còn đâu à, sẽ đánh bóng mồi các bác ạ. Chào bác. Đang con nhóc anh em ạ, đấy 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 đấy. Nhập đấy. Còn không có nhỉ. Bọn này nó cá con anh em ạ, nó nhấp rất là khôn nhé. Nháy nháy cái này thôi. Thank you.
Ây dồi, ui dồi, hàng to anh em ơi. Hàng to. Wow wow, bự bự anh em ơi. Con gì vậy? Wow wow. Ui, chấm chấm anh em ơi. Chấm đen rồi. Hàng to các bác ơi. Ui dồi, hàng to. Hàng to, chấm đen anh em ơi. Thấy chưa? Wow 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 wow. Phê 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 anh em ơi. À trời, mắc. Nó có bèo anh em ạ. Rồi ơi. Thấy chưa? Ui, cần. Wow. Dìu ra anh em ơi. Phê. Dìu ra anh em ạ. Phê quá các bác ơi. Chấm đèn các bác ạ. Nó mắc, nó chưa rồi, nó mắc vào đây rồi. À trời. Mắc. Để lấy cây ông gãy ra lại. Cây chọc cho cây ông gãy. Ok. Con này cậu lên được anh em ạ. Chạy nhau rồi. Cậu lên. Ok. Chúc chạy nhau rồi. Bụi cháu kê cậu ngay anh em ạ. Ok rồi anh em ạ. Lên hàng. Ui thật. May quá lên được các bác ạ. Cái này đây nó toàn cái cộng này, thế là nó mắc. Nhiều bác cứ bảo em là sao không mang vợt đi, nhưng mà cứ lần nào mà em mang vợt đi thì chẳng bao giờ đóng được cá to các bác ạ. Thế mới tải chứ. Bao nhiêu lần em mang vợt đi thì ô hôm mà móm luôn. Cứ hôm nào mình không cầm vợt đi thì lại đóng được hàng. Phê quá anh em ạ, lưỡi này. Nhưng mà con này nó đóng vào lưỡi ngũ này thì nó không ra được. Nó kiểu như nó là cái khợt ấy các bạn. Đây anh em này. Đấy các bác đánh những chỗ nào mà bèo biết các bác cứ đánh cái này lưỡi móng này. Nó đóng vào hết cái khợt này nó không ra đâu các bạn. Nếu mà đáng xoài như vừa lấy cho cá là bong rồi đấy. May quá anh em đánh toàn loại này. Mà từ trước giờ em toàn đánh móng các bạn. Còn lâu mới thoát được. Đây lấy anh em xem con chấm. Con này thì nó cũng bé bé mà khỏe thật. Chấm đen. Đây, chấm đen anh em ạ. Đấy. Con này nếu mà để như này thì các bác cũng không biết được độ to của nó đâu. Đây quá nhìn này. Để mà cho đây. Phải đo cái bề dài của nó đấy, thì bác mới biết được chứ nhìn này nó bé lắm. Đấy, bác nhìn găng của em là 20 này. 40 này. Nếu này nó phải đến 50 cm. Thì các bác cứ đo con cá dài 50 cm thì các biết là nó nặng bao nhiêu. Nó đoán tầm đấy. Chứ không có để không cá thì nó bé tí à. Đúng rồi. Có quà rồi anh em ạ. Ngon. Kèo đã quá trời. Ê, cho nó sâu này các bác ạ. Sâu này cho mày sống nhá. Đẹp. Okay. Phải nói là hên đấy các bác ạ. Hên nói chung là mồi nó cũng chuẩn nữa. Anh em đánh tự nhiên các bác cứ nhớ nhá. Thích săn hàng thì cho cám viên nó nặng tay tí. Còn đâu mà thích đánh loại cá bình thường thì các bác chủ chua nhiều à.
đang có tầm vào anh em ạ. Ui, quả đẹp thế một chuột nhỉ. Ui anh em nhìn quả này đẹp thế một chuột, phí thật. Tải nhỉ. Có tầm bỏ anh em kìa. Tầm sủi ác chưa. Đấy, tầm cái phao kìa. Ôi quả ngon lắm thế lại chuột nhỉ. Ui anh em ơi, nó cài tăm kìa, đẹp thế chuột nhỉ. Tài thật. Này, năng ba vi bộ tốt thật đấy. Quả đấy em không nghĩ là chuột đâu. Thế mà chuột được. Úi giời. Úi giời. Anh em nhìn thấy nó nhấp rất là đẹp, nhưng giật này không được, này toàn thanh con này. Giờ năm ba con nó bảo là phá năm anh em ạ. Cứ vỉa vớ va nó bẩn không. Chấm đấy. Bùi tăm anh em ơi. Úi nấp, úi dồi ôi. Hàng hàng, úi vượt vượt anh em ơi. Wow wow wow. Vượt to anh em ơi. Wow. Vượt to anh em ơi. Ý à. Mày, con này vào được, được quá con các bác ơi. Ngon quá. Ngon quá. Ui, ngon quá anh em ơi, con này nó vào được quá con. Em giật bao nhiêu phát nó hụt rồi thì con này đóng được này. Đẹp chưa? Vào đây, ui dồi ôi.
Ngon chưa anh em ơi? Đóng thẳng mồm. Đóng cái này mà chạy đâu được. Ôi, đóng này mà chạy đâu à? Để gỡ ra anh em nhé. Chạy làm sao được. À, các bác nhìn nó đóng này. Đã mang con ngàn. Phê đấy. Wow, wow, wow. Phê chứ anh em ơi. À, chạy đâu, to chưa anh em này. Ê à. Dậy, dậy, dậy. Dậy làm sao được. Đẹp, đẹp quá các bác ạ. Nào. Ê, qua đây, cho nó vào luôn. Vào rõ đây. Giật bao nhiêu phát hụt nữa, mấy con thanh con thì đóng được con này. Đẹp đấy. Vào. Tuyệt vời. Đóng rồi. À, thôi bây giờ nó cũng muộn rồi các bác ạ. À. Thu đồ về thôi, hôm nay được hai con. Đấy, các bác nhìn đi. Để cho anh em xem đây. Có nhiều không? Đấy, có nhiều chấm đen kìa. Phê chưa? Đấy, một chấm đen một vừa các bác nhé. Con này giờ nó đuối đây. Về lấu nó chết mất các bác ạ. À, nhìn chúng nó óp óp lên, chúng nó đuối đấy. Phê quá.